Sáng nay ngày 28 tháng 8, tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn hội, đội chữ thập đỏ năm học 2023-2024, triển khai chương trình hoạt động năm 2024-2025. Trong năm học 2024-2025, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, đẩy mạnh hoạt động học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào cuộc vận động của Đoàn Thanh niên, Hội chữ thập đỏ và ngành giáo dục, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số và hội nhập quốc tế cho học sinh sinh viên. Năm học vừa qua, ba đơn vị đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phối hợp nổi bật là việc nâng cao năng lực tiếng anh ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh sinh viên khuyến khích đoàn viên cán bộ giáo viên trẻ học sinh tham gia phong trào thi đua dạy tốt tích cực nghiên cứu khoa học phong trào thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ phân luồng định hướng nghề nghiệp khởi nghiệp cho học sinh sinh viên